nhưng bạn phải ra đi. Cho tôi lòng sống dưới con tàu đưa tiền bạc. Khi bờ bạc dần núi làm gió khuất, bốn phía nhìn không bóng một hàm tre. Đêm sáng được đồ tiên mãi nở ngủ, sóng vỗ dưới thân tàu gặp phản sóng quê hương. Trời từ đây chẳng sắc màu sương sờ, xa được rồi cảm hiểu được đau thương. Đêm mơ được ngày thấy hình của nước, cây cỏ chiếc bao xanh sắc biệt quê nhà. Anh ngủ những món cũng đã lòng vì tổ quốc, chẳng yên lòng khi ngóng ngủ nhằm qua. Khi tôi còn đây, cái từ ban tổ chức, cái từ ban giám khảo, từ toàn thể hội thi thực hiện kế hoạch số 71 ngày 21/3/2023, huyện ủy Đà Tẻ về tổ chức hội thi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Hôm nay đội thi võ tỉnh 6 bao gồm chi bộ mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện phân làm đội trưởng với 6 chi bộ bạn cùng tham gia cuộc thi với mục đích nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong việc học tập và làm theo bạn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả nhất. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội thi của chúng
tôi cùng bảy chi bộ tuy chức năng và nhiệm vụ khác nhau, nhưng dưới sự chỉ đạo của Hiệp